Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài giảng số 3 của phần toán cơ sở. Bài giảng này nó có tên là đạo hàm vi phân và tích phân. Thế thì ở bài giảng này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái phép toán. Thứ nhất là đạo hàm này, thứ hai là vi phân này, thứ ba là tích phân và ý nghĩa của nó. Sau khi học xong thì mình sẽ nắm được ý nghĩa toán học này, ý nghĩa vật lý của nó, và chúng ta sẽ thao tác được các phép toán đạo hàm, vi phân và tích phân đơn giản. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về đạo hàm và ý nghĩa vật lý của nó. Tức đạo hàm được toán định nghĩa như sau. Giả sử chúng ta có một cái hàm số fx nào đó. Hàm số này xác định trên khoảng AB. Gọi x0 là một điểm nó có tọa độ là a nhỏ, b nhỏ. Có tọa độ thuộc cái đoạn a nhỏ và b nhỏ. Thì đạo hàm của hàm số tại điểm x0 được định nghĩa bằng biểu thức nha. Như vậy đạo hàm của hàm số fx tại điểm x0, ở đây người ta dùng cái dấu phẩy này để ký hiệu cho phép toán đạo hàm. Ví dụ chúng ta có cái hàm y bằng fx, như vậy là đạo hàm của f được ký hiệu là f phẩy. Đạo hàm của f được ký hiệu là f phẩy. Nó được định nghĩa là cái thương nó được viết tương ứng là d của f trên cho dx, d của f trên cho dx nha. Tức là cái đạo hàm của mình người ta có thể dùng ký hiệu là phẩy hay có thể dùng ký hiệu là d trên dx. Như vậy cái ký hiệu d trên dx được hiểu là đạo hàm theo biến x của hàm số f. Bạn thảo rõ cái chỗ diễn giải này chưa nào? Và cái chữ D là gì thầy? D trên dx người ta gọi là ký hiệu là đạo hàm theo biến x. Còn d ký hiệu d không được người ta hiểu là vi phân. Vi phân thì mình sẽ học tí nữa. Còn hiện tại ví dụ như người ta nói là đạo hàm của hàm f theo biến x thì người ta sẽ có những cách ghi như thế nào? Cái gì thứ nhất là df trên cho dx. Cách ghi này được gọi là đạo hàm của f theo biến x, hoặc người ta ghi đơn giản là f phẩy. Thảo rõ cho cách cách gọi tên này, cách ký hiệu này như nào. Cái này là ký hiệu thôi ha. Đạo hàm của hàm số Dạ f theo biến yeah, x được ký hiệu là df trên dx, hoặc đơn giản là f phẩy. Và thì cái biểu thức định nghĩa của nó là gì? Ở đây em hình dung như sau này. Giả sử ta có một cái đồ thị của một hàm số fx nào đó, đồ thị này nó sẽ có dạng là một cái đường cong như hình vẽ. Giả sử đây là điểm M trên đồ thị, điểm M này nó có tọa độ là x0, không thầy xét một cái khoảng biến thiên rất nhỏ của x0 là delta x, và cái khoảng biến thiên này nó sẽ tương ứng với cái giá trị của cái hàm fx đó, nó sẽ thay đổi một lượng là delta y. Thế thì lúc này đạo hàm của hàm fx tại điểm m nó được định nghĩa là thương số delta y chia delta x. Chúng ta sẽ lấy cái giới hạn này lim, được gọi là giới hạn sao cho delta x của mình nó tiến về về không. Delta x của mình là tiến về không. Đây là định nghĩa của nó. Vậy thì với cái định nghĩa này thì cái ý nghĩa toán học của cái đạo hàm này là gì? Ý nghĩa toán học của cái đạo hàm này là gì? Ở đây chúng ta có thể để ý một cái điểm như sau. Để ý một cái điểm như sau. Trên hình vẽ vị trí này là vị trí của điểm M. Vị trí này là vị trí của điểm M. Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng tại điểm M này cái thương số giữa delta y mà chia cho delta x nó chính là hệ số gốc của cái đường thẳng, của cái đường tiếp tuyến đi qua điểm M. Đi qua điểm M. Thảo có nhớ khái niệm hệ số gốc của đường thẳng không Thảo nha? Dạ cũng có nhớ thầy. Giả sử chúng ta có một cái đường thẳng y bằng ax cộng cho b thì a người ta gọi nó là hệ số gốc. Hệ số gốc của đường thẳng đó.
Nó chính là góc alpha chỗ này này, này là hệ số góc này, nó sẽ được tính bằng là delta y này chia cho delta x. Khi mà người ta cho cái delta x này tiến về về không thì những cái khoảng này nó trở thành vô cùng bé, và lúc này thay vì người ta cái hiệu delta thì người ta sẽ hiệu là d, thay vì cái hiệu delta y người ta sẽ hiệu là di nha. Đây là ý nghĩa toán học của nó. Như vậy là ý nghĩa toán học của mình là gì? Là đạo hàm của một cái hàm số tại một cái điểm nào đó trên hàm số đó nó sẽ tương ứng với hệ số góc của cái tiếp tuyến đi qua cái điểm mà chúng ta vừa tính đạo hàm. Đó chính là ý nghĩa toán học cơ bản của cái phần đạo hàm nha. Ở đây chúng ta nên tiếp cận theo cái cách là chúng ta sẽ làm quen với các ký hiệu, còn những cái nội dung toán mà chi tiết hơn thì chúng ta sẽ được học ở những bài giảng môn toán nó chi tiết hơn. Hiện tại chúng ta chỉ cần nắm hiểu đạo hàm là gì, chúng ta sẽ có những cái công thức nào, tính đạo hàm ra sao. Như vậy thì ứng dụng điều này để viết được cái phương trình tiếp tuyến, viết được cái phương trình tiếp tuyến của một cái đường cong C nào đó tại điểm M thì chúng ta sẽ có là y nó sẽ bằng là f phẩy tại điểm x0 nhân cho x trừ cho x0 và cộng cho y0. Ý nghĩa vận tốc là đạo hàm của quãng đường theo thời gian. Vận tốc là đạo hàm của quãng đường theo thời gian. Gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo thời gian. Nói như này cho các em dễ, cho mình dễ hiểu này. Chúng ta xét chuyển động của một cái chất điểm nào đó đi. Ta xét chuyển động của một chất điểm nào đó đi. Giả sử trong khoảng thời gian delta t. Trong khoảng thời gian delta t. Cái chất điểm, cái vật của chúng ta nó đi được một cái quãng đường là delta s. Vậy làm thế nào để mình biết được là cái vật đó, cái đối tượng đó nó chuyển động nhanh hay chậm? Chúng ta xét cái gì nhỉ? Thảo. Dạ, xét theo bằng cách đó rồi. Đây này, ví dụ như tại thời điểm T chúng ta đang xét cái vật của mình đang ở vị trí M. Tại điểm T cộng cho một lượng delta T thì cái chất điểm mình đang xét nó đang ở vị trí là N. Trong đó cái khoảng MN của mình là delta S. Như vậy để biết cái chất điểm của mình, cái vật chuyển động của mình mà nó chuyển động nhanh hay chậm thì chúng ta sẽ xét cái thương số đó là quãng đường đi được chia cho thời gian. Quãng đường được chia cho thời gian. Và cái thương số này nó đặc trưng cho cái mức độ nhanh chậm của chuyển động và người ta gọi nó là tốc độ trung bình. Và chúng ta sẽ có là gì? Tốc độ trung bình nó sẽ bằng là quãng đường đi được chia cho thời gian đi được tương ứng của quãng đường này. Điều này thì mình đã biết rồi. Đúng như nào? Tuy nhiên ở đây nó sẽ có một cái Dạ đúng hạn hạn chế là gì? Nó có một cái hạn chế là gì? Đó là nếu cái khoảng thời gian delta t của mình mà nó càng lớn đi, càng lớn lên thì cái v này nó chỉ mang nghĩa là cái tốc độ trung bình thôi, tốc độ trung bình thôi. Thế thì nếu nếu mà chúng ta cần quan tâm đến cái mức độ nhanh chậm của chuyển động, không phải tên trên toàn bộ cái quãng đường MN nữa mà tại điểm M thì chúng ta làm gì? Tại điểm M thì chúng ta làm gì? Rõ ràng với cái cách tính của chúng ta là chúng ta lấy tổng quãng đường, chúng ta chia tổng thời gian thì cái con số mình thu được nó chỉ mang ý nghĩa là cái tốc độ trung bình ở trên cái toàn bộ đoạn đường đó thôi. Đúng như nào? Và thì làm thế nào để chúng ta biết được cái mức độ nhanh chậm của chuyển động tại cái điểm M chứ không phải là trên toàn bộ toàn bộ MN? Thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ vẫn xét cái thương số này nhưng mà chúng ta sẽ cho cái delta t này nó tiến về không, tiến về thôi. Delta t mà càng tiến về không thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là cái gì, là có phải là cái điểm N này nó sẽ tiến gần về điểm M chưa nào? Đúng chưa? Em hình dung được chỗ diễn đàn này chưa nào? Dạ thôi nói lại được thôi, em mới bị mất mạng em eo ra thôi. Tức là bây giờ để mà chúng ta biết rằng là tại M nó chuyển động nhanh hay chậm thì chúng ta xét cái gì? Rõ ràng nếu chúng ta dùng cái quãng đường đi được mà chúng ta chia cho tổng thời gian á, thì nó cho chúng ta biết là cái tốc độ trung bình ở trên toàn cái quãng đường chứ không cho chúng ta biết mức độ nhanh chậm của chuyển động tại một cái điểm nào đó. Ví dụ chúng ta cần biết cái mức độ nhanh chậm của chuyển động tại điểm M thì chúng ta làm gì? Chúng ta vẫn xét cái thương số là delta S chia delta T nhưng mà chúng ta sẽ cho cái delta T này tiến về không.
tiến về không thôi. Khi delta t của mình mà tiến về không, lúc này em hình dung là cái điểm n của mình nó sẽ tiến sát về m. Thì khi đó cái thương số delta s chia delta t nó sẽ cho chúng ta biết cái vận tốc tại điểm m chứ không phải là trên toàn bộ khoảng mn nữa. Đã hình dung chỗ diễn đàn này chưa? Dạ rồi thầy. Vậy thì tức là cái đại lượng mà thầy vừa kể tên ra, bản chất là chúng ta đi xét cái thương số giữa delta s chia cho delta t. Nhưng mà chúng ta cho delta t này tiến về về không, tức là chúng ta lấy cái giới hạn của thương số này, lim toán học người ta gọi là giới hạn của thương số delta s chia delta t, mà theo định nghĩa của chúng ta, theo định nghĩa của phép toán đạo hàm, thì cái phép toán này nó chính là đạo hàm của s theo theo thời gian. Hay chúng ta có thể viết là s s chấm nè. Cái hai phép kia này là giống nhau, đạo hàm của một hàm số nào đó theo một cái biến nào đó, thì chúng ta sẽ ghi là d trên d của biến và cái hàm số. Thảo được chưa nào? Dạ, tạm thôi. Rồi, đó là cái diễn đạt vậy thôi, còn quan trọng là mình nắm các cái quy tắc đạo hàm của các hàm số thôi. Ví dụ chúng ta có những cái quy tắc nào, đạo hàm của một tổng thì bằng tổng các đạo hàm của một tích, đạo hàm tích của một hằng số với một hàm số thì sao, thì hằng số chúng ta đưa ra ngoài, chúng ta chỉ việc đạo hàm cái hàm số mà thôi. Đạo hàm của một tích quy tắc là gì? Số hàng thứ nhất đạo hàm nhân số hàng thứ hai cộng số hàng thứ hai đạo hàm nhân số hàng thứ nhất. Còn đạo hàm của một thương thì sao? Đạo hàm của một thương ví dụ như chúng ta có u chia v, đạo hàm thì nó sẽ bằng là số hàng thứ nhất đạo hàm nhân số hàng thứ hai trừ số hàng thứ hai đạo hàm nhân số hàng thứ nhất, tất cả chúng ta chia cho mẫu số bình phương. Tiếp theo là đạo hàm của hàm số hợp. Giả sử chúng ta có f là một hàm của biên u, trong khi đó u lại là một hàm của biên x. F là hàm của biên u, u lại là một hàm của biên x. Và lúc này nếu chúng ta đạo hàm của f theo biên x thì chúng ta phải lấy hàm hàm f này, chúng ta đạo hàm theo biên u nhân với u đạo hàm theo biên x, người ta gọi là đạo hàm của hàm số hợp. Mình phải nắm thật kỹ cái quy tắc vào thì chúng ta mới tính toán nhanh được. Tiếp theo là bảng đạo hàm của các hàm số thông dụng. Ví dụ như đạo hàm của một hằng số là bằng không, đạo hàm của hằng số là bằng không, đạo hàm của x mũ n nó sẽ bằng là n nhân x mũ n trừ 1. Cái này Thảo đã thêm xem mà thuộc chưa? Cái bảng đạo hàm của các hàm số thông dụng là mình phải thuộc thì mình mới làm được nha. Còn những cái định nghĩa có thể mình lướt qua, mình chỉ cần nắm các cái quy tắc đạo hàm. Thảo thuộc cái bảng đạo hàm này chưa? Đang anh học thầy, nhưng mà thầy cho thử ví dụ một trong mấy cái đạo hàm để được thầy. Tí nữa có ví dụ chứ, bây giờ mình đang ôn lại lý thuyết mà. Đạo hàm của hàm em mũ nè, đạo hàm của hàm len x nè, đạo hàm của sin x, cos x, tan và cô tan x. Thật ra đạo hàm của các hàm số thông dụng thì ở môn toán người ta dạy rất là nhiều, rất là nhiều. Tuy nhiên ở cái góc nhìn vật lý của mình thì chúng ta chỉ biết các hàm cơ bản này thôi. Thứ nhất là đạo hàm của hàm số là bằng không. Thứ hai là đạo hàm của x mũ n. Thứ ba là đạo hàm của em mũ x. Thứ tư là đạo hàm của len x. Thứ năm là sin x. Thứ sáu là cos x. Thứ bảy là tan x và thứ tám là cô tan x. Vậy thì cái đạo hàm nó có ứng dụng gì không? Nó có rất nhiều ứng dụng mà chúng ta hay dùng trong vật lý là dùng nó để khảo sát hàm số. Vậy một cái hàm số nào đó mà nó sẽ có cực trị, thì cái cực trị đó nó sẽ tồn tại tại cái vị trí mà f phẩy của hàm số đó bằng không nha. Một cái hàm số nào đó mà nó tồn tại cái cực trị thì cái điểm cực trị đó nó phải là nghiệm của phương trình là f phẩy bằng không. Thầy lấy ví dụ thế này, chúng ta có một cái hàm số bất kỳ nào đó, hàm số này nó sẽ có đồ thị như hình vẽ. Nhìn vào đồ thị thì chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng là hàm số này nó sẽ có cực trị tại điểm điểm này với điểm này. Rõ ràng nếu điểm này là điểm cực trị thì tiếp tuyến của nó tại điểm mà chúng ta đang đang xét nó phải là một cái đường nằm ngang.
mà khi tiếp tuyến là một đường nằm ngang thì rõ ràng là hệ số góc tại điểm đó phải bằng không. Mà chúng ta đã biết rằng ý nghĩa vật lý của đạo hàm tại một điểm nó chính là hệ số góc của tiếp tuyến. Và hệ số góc của tiếp tuyến tức là F phẩy như diễn giải bây giờ nó sẽ bằng không. Các điểm cực trì thì nó sẽ có hai loại, đó là cực đại và cực tiểu. Cực đại nếu F nếu đạo hàm bậc 2 lớn không. Cực tiểu là nếu đạo hàm bậc 2 lớn không, còn cực đại là nếu đạo hàm bậc 2 tại điểm đó nó nhỏ không. Đó chính là cái nội dung lý thuyết về đạo hàm. Nha. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để chúng ta có thể tính toán này. Bạn Thảo nắm sơ lược về lý thuyết này chưa? Dạ cũng sơ sơ rồi. Rồi bây giờ bắt đầu đạo hàm này. Câu A, chúng ta có hàm số y bằng như vậy, chúng ta sẽ thực hiện đạo hàm y theo biến biến x, đạo hàm theo biến x, y theo biến x chúng ta có thể ghi là d trên dx nghe, hoặc là mình có thể ghi ngắn gọn là y phẩy. Cái hàm số của mình nó có ba số hạng. Chúng ta áp dụng cái tính chất là đạo hàm của một tổng thì bằng tổng các đạo hàm, nghĩa là chúng ta lần lượt đạo hàm các cái con số này thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ đạo hàm x mũ 3 trước, chúng ta áp dụng cái công thức x mũ n đạo hàm. Rồi Thảo nhắc lại xem x mũ n đạo hàm thì bằng gì. Tôi thay x mũ n đạo hàm là bằng n nhân x mũ n trừ 1. Bằng n x mũ n trừ 1, và chúng ta sẽ được là 3 này nhân cho x mũ mấy? Mũ 2. Thảo được điều đó chưa? Dạ được rồi Rồi, thầy. số hạng thứ hai đạo hàm bằng bao nhiêu? Thưa thầy, số hạng thứ hai là bằng 10 10x. 10x, còn số hạng thứ ba. Số hạng thứ ba đó là hàng số Thứ hai là bằng 0. bằng 0. Như vậy đây là chính là kết quả của đạo hàm. Rồi, chúng ta sang câu B. Hàm số của mình là x nhân cho sin x, nó chính là đạo hàm của một một tích. Và thì Thảo nhắc lại cho thầy xem thử là đạo hàm của một tích thì cái công thức của nó là gì? Cô xem các quy tắc đạo hàm gì cô? Đây là đạo hàm của một tích. Đúng rồi, đạo hàm một tích tức là đạo hàm của một cái tích gồm có x và nhân cho sin x. Thì sẽ được là gì Thứ nào? hai là bằng là X đạo hàm x nhân phẩy sin x sin x cộng sin x cộng sin x đạo đạo hàm. hàm nhân x. Được chưa? Bây giờ chúng ta tường minh nè. X phẩy đạo hàm thì chúng ta áp dụng cái quy tắc đạo hàm của x mũ n đấy, trong đó lúc này n bằng 1, và thì x phẩy đã x phẩy nó sẽ bằng bao nhiêu? Thứ hai là bình không. Sao bằng không? X mũ 1 đạo hàm Ai bình một. thì nó sẽ bằng là 1 nhân cho x mũ 1 trừ 1 là x mũ 0 bằng một chứ, sao lại bằng kia? Suy nghĩ thì mình ghi lại. Khôi học cái bảng đạo hàm các hàm số cơ bản chưa Khôi? Dạ rồi ạ. Rồi suy nghĩ đạo hàm làm gì là bằng gì đấy Thảo nhờ? Thảo lười bằng Thảo không học mà làm sao mà thuộc. Thứ hai là bằng cốt ít. Có ít rồi nhân ít nữa, và chúng ta sẽ được kết quả là gì? Kết quả đạo hàm của mình nó sẽ là sin x cộng cho x nhân cos x. Như nào? Rồi, câu C. Chúng ta có hàm số của mình nó có dạng là y bằng x chia cho sin x. Rồi, bạn Thảo cho thầy biết đây là đạo hàm của trường hợp nào?
Sư thọ đây là đạo hàm của Mộc Thương. Đạo hàm Mộc Thương thì quy tắc của nó là gì? Thấy chưa, không học bài mà. Sư thọ là đạo hàm của x x này nhân sin x, nhân sin x này trừ trừ sin x x đạo hàm phẩy nhân nhân x x tất cả chia cho x bình. sin x bình chứ, sin bình x chứ, sao x bình. Xin mình x, xin mình Rồi tường minh ra số hạng thứ nhất thì chúng ta sẽ được nó chỉ còn lại là sin x thôi, số hạng thứ hai của mình nó còn lại là x nhân cho cos x tất cả chúng ta chia cho gì đây, sin bình x, đó là kết quả. Khô có đạo hàm được như câu C chưa Khô nhỉ? Dạ rồi. Rồi câu D, y của mình nó là một cái hàm em mũ gì nhỉ, 5x cộng 2 thật ra với góc nhìn là chúng ta vận dụng cho vật lý thì chúng ta chỉ cần biết định nghĩa đạo hàm là gì thôi, định nghĩa ý nghĩa toán học của nó, ý nghĩa toán học của nó. Rồi chúng ta thực hiện được phép các phép toán đạo hàm một cách đơn giản nhất là được. Rồi bạn Khôi đạo hàm cho thầy cái này bằng gì? Là bằng y là bằng y nên biết cộng hai E nhân với x cộng 2 hả? Thảo được kết quả chưa? Thảo đạo hàm thế nào? Chưa hỏi theo em kết quả là đạo hàm của con dê là nó bằng chính nó luôn hả? Đây bằng chính nó là bằng y chang luôn đó, hả? Không không có thay đổi gì hết đúng không? Rồi hướng dẫn lại này. Ở đây chúng ta có là gì? Đề bài cho chúng ta là y là bằng e mũ 5x cộng cho 2. Kiến thức nền của mình là gì? Đó là e mũ x mà đạo hàm thì nó đúng bằng e mũ x luôn, nó không có gì thay đổi hết. Tuy nhiên á, tuy nhiên cái bài của chúng ta nó không phải là e mũ x mà nó là e mũ 5x cộng 2. Vậy em phải nhớ đến một cái kiến thức nền nữa là gì? Đó là nếu f của mình nó là một hàm của biến u và u của mình là một hàm của biến x, khi đó nếu chúng ta đạo hàm của hàm f mà theo biến x nó sẽ bằng là đạo hàm của hàm f theo biến u rồi nhân cho đạo hàm của hàm u theo biến biến x. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ viết lại như thế này cho mình dễ hình dung này, viết lại này. Như vậy thầy viết lại là y của mình nó sẽ bằng là e mũ mũ u với u của mình là bằng 5x cộng cho 2. Bạn Thảo rõ ngay chỗ diễn đạt này chưa? Dạ tạm tạm thôi. Và thì bây giờ chúng ta thực hiện này. Bây giờ chúng ta đạo hàm của y theo biến x thì mình làm gì? Mình sẽ lấy đạo hàm của y theo biến u trước. U. Rồi chúng ta sẽ thực hiện đạo hàm của u theo biến x. Đấy, bây giờ chúng ta xử lý cái đạo hàm của y theo u này. Đạo hàm y theo u mà y của mình là e mũ u thì kết quả của mình nó chỉ còn lại là e mũ u thôi, nó không thay đổi gì hết do mình có cái nội dung này này. Bạn Khôi rõ chỗ đó chưa? Dạ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta sẽ đạo hàm của u theo biến x mà u của mình nó là 5x cộng cho 2. Thảo thống nhất chỗ này chưa nào? Ghi lại một lần này. E u thì ta ghi lại là 5x cộng cho 2. Bây giờ chúng ta đang có đạo hàm của một tổng thì bằng tổng các đạo hàm. Tuy nhiên cái số hạng thứ hai là hằng số thì nó sẽ bằng 0, còn số hạng thứ nhất là 5x đạo hàm nó sẽ còn lại là 5. Và chúng ta sẽ ghi lại là 5 e mũ 5x cộng cho 2. Thảo được chưa nào?
Dạ được rồi. Mình khô được chưa? Dạ Dạ rồi. rồi. Tiếp theo. Xác định giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của hàm số sau. Lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Lớn nhất hoặc nhỏ nhất nó sẽ đồng nghĩa với việc là chúng ta đi xác định giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số. Cực đại và cực tiểu của hàm số. Nè. Kiến thức của chúng ta là gì? Là cái một cái hàm số nào đó mà nếu nó có cực đại, cực tiểu chúng ta gọi là cực trị đấy, thì cái điểm đó nó sẽ là nghiệm của phương trình f phẩy bằng bằng không. F phẩy bằng không. Nè, f phẩy bằng không. Nếu f đạo hàm hai lần tại cái vị trí cực trị mà lớn hơn không thì chúng ta suy ra vị trí đó là vị trí minh. Và nếu f đạo hàm hai lần tại cái vị trí cực trị đó mà nhỏ hơn không thì cái vị trí đó nó chính là vị trí mát. Nội dung này nó từ cái phần đó là ứng dụng của đạo hàm để khảo sát hàm số. Bây giờ câu A chúng ta xử lý trước, ghi lại rồi hướng cho các bạn làm, rồi các bạn sẽ nháp câu B. Chúng ta có y thì bằng gì nào? Y thì bằng 25x cộng 5 trừ 1x. Y bằng 25x bình cộng 5 trừ cho 10x. Bây giờ thầy sẽ đi tìm cái vị trí mà có cực trị, tồn tại cực trị của hàm số này. Nó chính là vị trí mà y phẩy nó sẽ bằng bằng không. Bây giờ chúng ta sẽ đạo hàm trước. 25x bình đạo hàm chúng ta sẽ được là 50x. 5 là hằng số đạo hàm nó sẽ bằng không. 10x đạo hàm là bằng 10. Như vậy chúng ta sẽ tìm được vị trí này là vị trí x của bình là bằng 1 phần 5, tức là 0,02. Okay. Bây giờ là chúng ta biết rằng là cái hàm số này nó sẽ có cực trị tại chỗ là 0,2. Nhưng mà nó là cực đại hay cực tiểu, chúng ta lại phải đạo hàm hai lần của hàm y. Đạo hàm lần thứ nhất chúng ta được cái phương trình này. Bây giờ chúng ta đạo hàm nó một lần nữa, nó chỉ còn lại là 50. 50 là lớn hơn không. Và chúng ta suy ra x bằng 0,2 thì y của mình là nhỏ nhất. X bằng 0,2 thì y của mình là nhỏ nhất. Đây. Bạn khô rõ chỗ này chưa? Thảo được chưa em? Dạ em tạm được rồi thầy. Khô được chưa? Dạ được rồi. Được Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang ví dụ số 2. Rồi hai bạn nhép xem nào. Tìm cực trị của hàm số sau.
Theo kết quả chưa? Dạ, em tính ra x bằng 3 rồi. X bằng b, cực đại hay cực tiểu? Dạ, đang tính tiếp đây rồi. Bạn Khôi có vẻ chưa? Dạ rồi. X bằng mấy và cực đại hay cực tiểu? X bằng 3 là cực tiểu hoặc cực X đại hả? thật ra ở trong giải toán vật lý thì những cái bài toán nâng cao người ta hay đặt cái vấn đề đó là tìm cái giá trị lớn nhất hay là nhỏ nhất của hàm số nào đó. Ví dụ người ta hỏi là công suất nhỏ nhất, công suất lớn nhất, đấy, tốc độ lớn nhất, tốc độ nhỏ nhất, khoảng cách lớn nhất, khoảng cách nhỏ nhất, thì khi đó em có thể nghĩ đến công cụ này. Bây giờ chúng ta sẽ làm bình thường. Cách đơn giản nhất là chúng ta có thể khai triển cái căn bậc hai này ra để chúng ta làm, còn không thì chúng ta có thể linh hoạt là chúng ta thực hiện phép toán đạo hàm của hàm số hợp. Rồi chúng ta thực hiện này, y phẩy thầy sẽ đạo hàm nha, chính của mình là hàm số, đạo hàm là hết này, dấu trừ thầy ghi lại, anh này là đạo hàm của hàm số hợp này. Chúng ta hãy xem như là x trừ 3 là u, u bình đạo hàm nó sẽ là 2u nhân cho u đạo hàm, mà u đạo hàm nó chỉ còn là một thôi, và chúng ta tường minh ra nó sẽ bằng là gì nhỉ? Trừ trừ 2 x trừ 3 bằng bằng 0, và lại cái hàm số này nó sẽ đạt cực trị tại vị trí là x bằng bằng 3. Bây giờ mình xem thử là nó là cực đại hay cực tiểu. Chúng ta thực hiện, chúng ta đạo hàm một lần nữa, đạo hàm một lần nữa, chúng ta giải thấy rằng đạo hàm là một lần nữa nó sẽ bằng là trừ trừ 2 nhỏ hơn 0. Vậy cái vị trí mà x bằng 3 nó sẽ tương ứng với là y của mình nó sẽ bằng là mắt lớn nhất. Khơi rõ chỗ này thế nào? Dạ rồi. Bạn Thảo được chưa? Dạ được rồi thầy. Rồi tiếp tục thực hiện. Trong giải toán vật lý thì ở cái phần chương động lực học liên quan đến chuyển động của một cái vật dưới tác dụng của lực kéo hợp với phương ngang một góc là theta, thì lúc này cái phương trình của lực nó dẫn đến cho chúng ta một cái phương trình toán học là gì? Là F theta. F theta được hiểu là F là một cái hàm của biến theta bằng cos theta cộng cho nguyên nhân sin theta. Và là cái hàm số này nó sẽ đạt giá trị, đạt cực trị tại vị trí nào? Các bạn nhắc thử xem. Theo kết quả cho em, Dạ có rồi nó cực trị tại vị trí nào? thầy. Thứ hai là cực trị tại vị trí trừ sin theta. Trừ sin theta hả? Là sao ta? Tức là chúng ta sẽ tìm cái vị trí cực trị sao cho cái góc theta của mình nó sẽ liên hệ với nguy hay sao? Nguy, nguy là hàng số. Cô được kết quả chưa? Đều đang lên hả? Bây giờ chúng ta sẽ tìm vị trí cực trị bằng cách là chúng ta sẽ thực hiện đạo hàm của biến f, đạo hàm của hàm f theo cái biến theta. Rồi thực hiện đạo hàm này, cos theta đạo hàm bằng gì? Thảo xem và nhắc lại xem. Thứ hai thì cốt theta đạo hàm là bằng trừ trừ sin sin theta. theta. Trừ sin theta.
Tiếp theo, nguy là hằng số. Nha, như vậy đạo hàm của một hàm số với một hằng số, thì hằng số chúng ta đưa ra bên ngoài là phép toán đạo hàm. Chúng ta chỉ đạo hàm cái hàm số bên trong thôi. Và nguy chúng ta ghi lại code đạo hàm của mình nó được là gì? Thảo nhắc lại xem. Thời cốt đạo hàm là sinh đạo, sinh đạo hàm chứ. Sinh đạo hàm nó sẽ bằng gì? Sinh đạo hàm là cốt hả? Cốt thì ta, nó sẽ bằng 0. Nhưng mà từ đây thì chúng ta sẽ chuyển vế sang, chuyển vế sang, chia xuống thì chúng ta sẽ được là tan theta bằng bằng nguy. Vậy. Vậy cái hàm số F trên nó sẽ đặt cực trị tại vị trí theta, nó sẽ bằng là arctan của nguy. Mày khô được chưa nào? Được rồi ạ. Thảo được chưa? Dạ cũng tạm tạm rồi. Rồi, chúng ta sẽ sang nội dung thứ hai, đó là vi phân nguyên hàm và tích phân. Vi phân là gì? Vi phân là gì? Lúc nãy chúng ta có đạo hàm của hàm số f theo biên x được ký hiệu là df trên cho dx. Lúc này thầy đã nói là d ở đây được hiểu là vi phân, như vậy df được hiểu là vi phân của f, còn dx được hiểu là vi phân của x. Vậy để tính được vi, để tính vi phân của hàm f, chúng ta có thể viết, có chúng ta có thể tính bằng cách là tính đạo hàm của hàm f theo x và nhân cho dx. Vi phân được hiểu là một sự thay đổi rất nhỏ của giá trị x. Dx được hiểu là một sự là có thể hiểu là sự thay đổi giá trị rất nhỏ của x, còn df là một sự thay đổi rất rất nhỏ của hàm f. Vi phân mà, phân ở đây là phân chia, vi ở đây là nhỏ, như vậy vi phân được hiểu là chia nhỏ, chia nhỏ này. Giả sử thầy có một cái vật thể nào đó nó có chiều dài là x, nó có chiều dài là x, vậy một cái vi phân chiều dài của cái thanh này trong vật lý người ta gọi nó là dx, tức là một đoạn rất nhỏ trên chiều dài. Bạn Thảo rõ chỗ diễn đạt này chưa? Dạ rồi thầy. Khô được chưa nào? Dạ được. Tiếp theo, nguyên hàm và tích phân. Giả sử chúng ta có một cái hàm f lớn nào đó, mà nếu chúng ta đạo hàm thì chúng ta thu được cái hàm f nhỏ. Thì lúc này f lớn được người ta gọi là cái nguyên hàm của cái hàm f nhỏ. Nguyên hàm của hàm f nhỏ. Nói thế này cho đơn giản đi. Chúng ta có cái hàm sin x mà ta đạo hàm thì nó sẽ bằng là cos x. Và lúc này người ta nói sin x là nguyên hàm của cos x. Các bạn rõ cho diễn đạt này chưa nào? Thảo rõ chỗ này chưa? Dạ rồi. Ở đây tích phân của cái hàm fx nào đó trên cái đoạn AB được người ta ký hiệu là, ký hiệu này người ta gọi là ký hiệu tích phân. Tích phân của một cái hàm fx nào đó trên một cái đoạn từ A đến B được ký hiệu là cái dấu tích phân là fxdx, thì nó sẽ được tính bằng gì? Nó sẽ được tính bằng nguyên hàm của cái hàm f đó với hai cận A và B. Lúc này chúng ta thay vào nó sẽ là fb trừ cho fa. Công thức này người ta gọi là công thức Newton-Leibniz. Newton-Leibniz. Rõ ràng để tính được tích phân thì mình phải thuộc cái công thức này đã nha. Ý nghĩa hình học của tích phân là gì? Ý nghĩa hình học của tích phân là gì? Đây, giới thiệu cho em biết này. Giả sử chúng ta có một cái hàm fx là một cái hàm rất đơn giản là một đường thẳng đi. Chúng ta sẽ lấy một cái vi phân chiều dài rất nhỏ dọc theo trục x, chúng ta gọi nó là dx. Dx.
Ở đây chúng ta hiểu như này, chúng ta xuất phát từ một cái bài toán như sau. Bây giờ chúng ta có một hàm f(x) như thế này. Bây giờ làm thế nào để chúng ta tính cái diện tích của cái hình phẳng nằm bên dưới cái đường f(x) với dưới, nó được giới hạn bởi hai cái vị trí tọa độ là x1 và x2. Thì làm thế nào để mình tính? Giả sử cái hàm f(x) của mình là một cái hàm số nó phức tạp hơn, nó không phải là một đường thẳng kiểu như thế. Đây, giả sử f(x) của mình là một cái hàm nó có dạng là một cái đường cong, nó có dạng thế này, và chúng ta làm như thế nào? Thế thì có phải để đơn giản là gì, chúng ta sẽ tưởng tượng là chúng ta sẽ chia nhỏ cái bề rộng, cái chiều dài của cái bề rộng của cái hình này thành những đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ này nó có kích thước là d. Vậy thì cái diện tích của cái hình nhỏ này có phải nó được tính bằng là fx nhân cho d, đúng không nào? Khôi rõ cho diễn đàn này chưa? Dạ rồi. Thế thì bây giờ để tính một cái diện tích, một cái vùng diện tích nó rộng hơn nữa thì chúng ta làm gì? Cái vùng diện tích rộng thế này thì chúng ta làm gì? Có phải bản chất là chúng ta đi tổng tất cả các cái fx dx lại với nhau, tổng tất cả các fx dx lại với nhau, và phép tổng này trong toán học người ta gọi là summary, và người ta ký hiệu là summary, do đó người ta sẽ ký hiệu là f fx dx cộng từ x1 đến x2. Do đó ý nghĩa hình học của cái phép toán tích phân này là gì? Đó là nó chính là cái diện tích hình phẳng nằm bên dưới cái đường cong fx nha, nằm bên dưới đường cong. Đó là ý nghĩa toán học của nó. Còn ý nghĩa vật lý của mình là gì? Đó là gì? Để tính quãng đường thì chúng ta sẽ lấy tích phân của vận tốc. Để tính vận tốc thì chúng ta sẽ lấy tích phân của gia tốc. Ở đây chúng ta sẽ có bảng các tính chất của tích phân. Nè, tích phân của một tổng thì bằng tổng cái tích phân này. Tích phân của một hàng số thì hàng số đưa ra bên ngoài, chúng ta chỉ lấy tích phân của hàm số thôi. Thay cận cho tích phân, vân vân, nguyên hàm của một hàm số, một số hàm số thông dụng, cái này mình phải thuộc rồi. X mũ n, sin, cos, tan, cotan, e mũ x và ln x, đó là những cái hàm mà chúng ta cần phải thuộc. Một số cái phương pháp tích phân nó sẽ có hai cái phương pháp cơ bản, tuy nhiên cái phương pháp mà mình hay dùng nó là phương pháp đổi biến số. Đổi biến số thôi. Phương pháp đổi biến số, nếu fx là liên tục và ux có đạo hàm trong khoảng k, sao cho hàm hợp f ux xác định trên khoảng k, thì lúc này chúng ta sẽ có là gì? Tích phân của fu nhân cho u phẩy dx, nó sẽ bằng tích phân của fu du cận từ ua đến ub. Để rõ hơn bây giờ chúng ta sẽ sang ví dụ, chúng ta mới rõ được, còn mình nói thì mình cũng mơ hồ hơn. Ví dụ tính các tích phân sau, tính các tích phân sau. Tính một vài tích phân rồi, sau đó mà các bạn phải về mình thời gian rảnh mình tính toán lại nó mới thông thạo được. Bây giờ chúng ta sẽ tính cái tích phân đầu tiên, đó là y1. Bằng tích phân từ 0 đến 1 của x mũ 3 nhân cho x mũ 4 trừ 1 để đơn giản thì chúng ta sẽ nhân vào x mũ 3 nhân x mũ 4, chúng ta sẽ được là x mũ mũ 7 trừ x mũ 3 để. Ở đây là chúng ta đang có tích phân của một tổng và một hiệu, thì nó sẽ bằng là hiệu hay tổng các tích phân. Và từ đây chúng ta sẽ có là y1 nó sẽ bằng là tích phân từ 0 đến 1 của x mũ 7 dx trừ tích phân từ 0 đến 1 của x mũ 3 dx. Rồi bây giờ tích phân
để tìm cái tích phân thì chúng ta để giải để tìm được cái kết quả phép toán tích phân này thì chúng ta phải tìm được nguyên hàm. Và sau đó chúng ta sẽ thay cận vào. Ở đây chúng ta sẽ có là nguyên hàm của x mũ 7 nó sẽ là x mũ 8 chia cho 8. Cận mình thay từ 0 đến 1. Tương tự, nguyên hàm của x mũ 3 nó chính là x mũ 4 chia 4. Cận mình thay từ 0 đến 1, thay cận vào. Thay 1 vào thì mình sẽ được là x mũ 1 mũ 8 chia 8 trừ 0 mũ 8 trừ 1 trừ 1 mũ 4 trên 4 trừ 0 mũ 4 trên 4. Vậy thì mình được gì nào? Mình sẽ được là 1 mũ 8 trừ 1 mũ 4. Vậy mình sẽ được là trừ trừ 1 mũ 8. Bạn Thảo rõ rồi cách tính tích phân này chưa? Dạ thầy giảng lại giùm em bài ra được không thầy? Em chưa hiểu lắm. Thôi rõ chưa? Không biết cách tính này không? Dạ Dạ rồi rồi ạ. ạ. Rồi, hướng dẫn lại cho bạn Thảo một lần nữa này. Mình phải chịu khó làm nè. Những cái phần toán này nó là phần toán cơ sở. Mình nắm kỹ toán thì mình sẽ giải nó dễ hơn. Bây giờ chúng ta cần tính cái tích phân này. Chúng ta đưa nó về, chúng ta sẽ biến đổi cái hàm số bên trong cái dấu tích phân nó trở thành một tổng hay một hiệu, rồi chúng ta tách ra cho nó dễ làm nha. Cận của mình vẫn là từ 0 đến 1. Chúng ta sẽ thay này, x mũ 3 nhân x mũ 4 chúng ta biến đổi thành x mũ 7 trừ cho x mũ mũ 3. Như vậy là bản chất là chúng ta chỉ việc nhân, mình đi nhân vào thôi mà, nhân vào thôi. Chúng ta có tính chất là tích phân của một tổng thì bằng tổng các tích phân của một hiệu thì bằng hiệu các tích phân. Vậy chúng ta sẽ biến đổi này, cái tích phân y1 của mình nó sẽ thành là tích phân từ cận từ 0 đến 1 của hàm số là x mũ 7 dx, và nó trừ cho cái tích phân cận từ 0 đến 1 của hàm số x mũ 3 dx. Bạn Thảo tới đoạn này được chưa nào? Dạ được rồi thầy. Rồi bây giờ để mình tính được cái kết quả của tích phân thì mình phải làm gì? Mình phải tìm được cái nguyên hàm của cái hàm fx, hay nói cách cụ thể hơn là chúng ta phải tìm được cái nguyên hàm của x mũ 7. Lật lại cái bảng nguyên hàm lúc nãy đó, x mũ n nguyên hàm của nó là gì? Đọc lại xem. X mũ n nguyên hàm của nó là x mũ n cộng 1 thằng n cộng 1. X mũ n cộng 1 chia cho n cộng 1, và cái nguyên hàm của x mũ 7 mình sẽ được là x mũ 8 chia cho mấy? Chia cho 8. Cộng mình thay từ 0 tới 1. Tương tự, x mũ 3 nguyên hàm mình sẽ được là x mũ 4 chia 4. Cộng mình thay từ 0 đến 1. Thay cận tức là chúng ta sẽ thay cận trên vào cái hàm số, cái nguyên hàm đó, rồi chúng ta trừ cho cái cận dưới khi chúng ta thay vào. Cận dưới mình lại mình không thì thay vào mình không hết, nhưng mà mình chỉ còn lại cận trên thôi, như sẽ là 1 mũ mũ 8 trên 8 trừ 1 mũ 4 trên 4. Vậy mình sẽ được là trừ 1 phần 8. Thảo được chưa? Dạ tạm ổn rồi thầy. Ừ. Rồi tiếp theo, cái này dễ làm trước. Trong toán thì nó sẽ có nhiều cái tích phân phức tạp hơn, còn mình giải vật lý thì nó loanh quanh những cái tích phân đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tính cái tích phân này. Vậy thì chúng ta sẽ ghi lại này, y4 của mình á nó sẽ bằng là tích phân từ trừ 1 đến 3 của cái hàm là 1 trên x bình dx. Và thì mình đầu tiên là mình sẽ xem thử là cái hàm số của mình nó giống với cái hàm số nào trong bảng các cái nguyên hàm cơ bản. Bạn Khôi thấy nó giống cái hàm số nào đây Khôi nhờ? Thưa thầy, hiện nay là là bằng trừ trừ một một phần phần x x
trừ 1 phần x. Làm thế nào để được trừ 1 phần x? Thì thầy đó là nghiêng hàm của x mũ trừ 2 thôi. Ở đây chúng ta sẽ biến đổi như sau này. Thầy vẫn ghi lại nha. Trừ 1, 3. Cái này sẽ là x mũ trừ 2 dx. Tức là để tính được tích phân là chúng ta phải thuộc bảng các nguyên hàm cơ bản. Bởi vì chúng ta có tính gì đi nữa, chúng ta vẫn phải quy về bảng các nguyên hàm cơ bản đó và chúng ta lấy nguyên hàm. Nếu mình không thuộc được cái bảng 8 cái nguyên hàm cơ bản đó thì mình không làm được tích phân. Bây giờ chúng ta sẽ thu được cái hàm số bên trong dấu tích phân là x mũ n. Vậy nó sẽ được là gì? X mũ n cộng 1 trên x trên cho n cộng 1, như vậy là trừ 2 cộng cho 1 này trên cho trừ 2 cộng 1 này cộng mà thay từ trừ 1 đến 3, và chúng ta sẽ được là gì? X ở dưới là cộng 2, là trừ 2 cộng 1 là mình trừ 1 rồi, trên tử là x mũ trừ 1, như vậy mình sẽ là trừ 1 phần x cộng mình khi từ trừ 1 đến 3. Thảo rõ cho đó chưa? Đó rồi. Vậy mình thay vào mình sẽ được là gì? Thấy được là trừ của 1 phần 3 này trừ cho trừ của 1 phần trừ 1, tức là mình sẽ được là gì nha? Thay vào xem, trừ 1 phần 3 trừ luôn là trừ, như vậy là trừ 1 phần 3 trừ 1, tức là trừ của 4 phần phần 3. Cô kiểm tra lại xem đúng chưa em? Dạ đúng rồi. Bạn Thảo được chưa? Dạ được. Rồi chúng ta sang câu tiếp theo. Làm các em phải rèn luyện thì nó sẽ làm được ngay thôi, bởi vì mình cũng không đặt nặng cái việc tính các cái hàm quá khó. Ở trong vật lý thì mình nó chỉ loanh quanh những hàm nào, hàm x mũ n này, các hàm lượng giác như là sin cos tan cotan và hàm e mũ thôi, e mũ và hàm len thôi, nó chỉ có những hàm đó thôi, nên đó do đó cái việc mình tính tích phân nó cũng tương đối là nhẹ nhàng, nó không khó. Chứ mình chỉ cần hiểu tích phân là gì. Đấy, bản chất của mình là tích phân ở đây nó là một phép, là tích phân là một phép toán nó ngược lại với cái phép vi phân. Vi phân là mình chia nhỏ ra, còn tích phân là mình tổng tất cả các cái nhỏ lại nha. Cái hiệu dấu tích phân đó là cái hiệu chữ S ấy. Summary hiểu là tổng. Diễn đạt như vậy thì các bạn nó sẽ dễ hình dung hơn. Rồi bây giờ mình sẽ tính cái tích phân này. Tích phân này thì chúng ta phải khó là đây. Không biết là Khôi làm được chưa? Dạ rồi. Ở tích phân này thì mình nhận thấy rằng là nó không 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 thuộc cái tích phân là không thuộc cái trường hợp nào mà mình có thể sử dụng được trong cái bảng nguyên hàm cả. Trong bảng nguyên hàm của mình là chỉ có sin và cos thôi, chứ nó không có tích của sin và cos. Vậy mình xử lý như thế nào? Ở cái phần các cái phương pháp tính tích phân nó sẽ có hai phương pháp. Một là đổi biến số, hai là tích phân từng phần. Tuy nhiên, trong vật lý thì chúng ta chỉ đổi biến số, tích phân từng phần thì hầu như ít gặp, không gặp. Và thì cái việc đổi biến số, cái ý nghĩa của nó là gì? Cái việc đổi biến số nó sẽ giúp cho chúng ta là chúng ta sẽ đưa cái hàm số ở bên trong tích phân về cái dạng hàm số nằm trong bảng các nguyên hàm cơ bản. Và thầy xử lý như thế nào? Ở đây thầy sẽ đặt thế này đi, như này cho em dễ hình dung này. Thầy đặt u bằng sin x. Lúc này thầy sẽ lấy vi phân của biến u, tức là du. Vi phân của biến u nó sẽ được định nghĩa là bằng vi phân của f, nó sẽ được định nghĩa là f đạo hàm nhân cho dx. Thế nào? Như vậy vi phân của biến u nó sẽ được tính bằng là u đạo hàm nhân cho dx. Mà u của mình là sin x, đạo hàm nó ta sẽ thu được là cos x nhân cho dx. Bạn Thảo rõ đến chỗ này chưa?
Dạ thầy giảng lại giùm em một lần nữa cho mới thôi ạ. Bây giờ thầy thực hiện phép đổi biến số này, thầy sẽ đặt u bằng sin x. Nào, chúng ta có định nghĩa của vi phân này, vi phân của hàm f được tính bằng là f đạo hàm theo biến x nhân cho dx. Vậy vi phân của biến u nó sẽ được tính bằng cách là lấy u đạo hàm theo biến x và nhân cho dx. Và thì du của thầy nó sẽ bằng là sin x đạo hàm nhân cho dx, sin x đạo hàm là cos x. Thấy được chỗ này chưa nào? Dạ được rồi thầy. Bây giờ thầy sẽ thay trở lên cái y2. Thay trở lên y2 như vậy lúc này là bên trong dấu tích phân của thầy sẽ được là gì? Sin thầy thay bằng bằng u. Cos x dx thầy thay bằng d du. Có phải lúc này là cái hàm bên trong tích phân là một hàm cơ bản không? U mũ n. Và thì cái nguyên hàm của nó sẽ là u bình chia cho 2. Và chúng ta sẽ thay cận theo biến u vào. Bạn thấy rõ chỗ này chưa? Dạ tâm tài mới hài. Như thế nào? Thay cận biến u thì chúng ta thay thế nào đây? À, khi chúng ta lấy tích phân theo x á, thì cận của mình đã chạy từ trừ bi trên 2 đến bi trên 2. Bây giờ mình đổ biến rồi, mình chỉ việc thay vào x bằng trừ bi trên 2 thì sin x của mình bằng trừ 1. Còn x bằng cộng bi trên 2 thì sin x của mình bằng cộng 1. Vậy chúng ta sẽ được là chúng ta sẽ được là bao nhiêu? 1 bình trên 2 trừ cho trừ 1 bình trên 2 bằng 0. Thế nào? Khô được chưa? Khô tính được như này không? Dạ được Dạ rồi. được hả? Thảo tính được như này chưa? Dạ tạm tạm với thầy. Ở đây chúng ta sẽ ở đây cái kết quả mình bằng không thì chúng ta sẽ lý giải thế nào cho nó dễ hình dung này. Bởi vì chúng ta có ý nghĩa của tích phân của mình là chính là diện tích của hình phẳng bên dưới cái hàm số của mình là hàm số u, mà hàm số u, và thì hàm số u là một cái hàm số, nó sẽ có là, nó là một cái đường thẳng đi xuyên qua góc tọa độ, đó là hàm u của mình. Cận của mình là từ trừ 1 tới 1, nghĩa là về mặt hình học là chúng ta đang tính tổng diện tích hình phẳng của hai cái này này đấy, tổng diện tích hình phẳng của hai này. Nhìn vào hình vẽ chúng ta dễ dàng thấy rằng là tổng của hai cái này nó sẽ bằng không. Tiếp theo tích phân cuối cùng, phân này tính tích phân cận từ 0 đến pi của tan x dx. Cái phân này, cái hàm số bên bên trong cái tích phân này nó có nằm trong bảng các hàm cơ bản không? Thảo nhìn xem có nằm không nào. Dạ không rồi. Không à? Có sao không được nhỉ? Khui có thấy không? Nó nằm ở ngoài này không có. Vậy mà bạn không có à? À. À, đúng là không có thật. Không có. Không có thì mình sẽ tính toán như thế nào? Khôi tính chưa? Chưa chưa Không có thì chúng ta phải đổi biến số thôi. Rồi, về mặt lượng giác thì tan của mình nó sẽ liên hệ với sin và cos như thế nào đây? Thảo.
Thứ hai tan mình xin chia cốt. Tan của mình sẽ bằng là sinh chia cho có ít để vậy thầy sẽ thực hiện đổi biến số như sau. Thầy làm gì? Thầy sẽ đặt u bằng có ít u bằng có ít. Vậy Thảo lấy cho thầy xem thử là cái vi phân của biến u nó sẽ bằng gì. Vi phân của u là bằng gì đây em? Em nghĩ bằng cos x ngang bx hay là u của mình là cos x, như vậy là vi phân của biến u thì nó sẽ bằng là cos x đạo hàm nhân cho dx, mà cos x đạo hàm là bằng trừ sin x. Thế giờ là không thuộc bài rồi là sao mà làm được, cứ bảo không làm được bởi vì mình không thuộc bài là sao làm, thuộc được cái bảng các môn cơ bản thì mới làm được, mà không thuộc là mình không không thể nào làm được hết á. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thay cái biến đổi cái phép đổi biến lên vào cái phương trình luôn và chúng ta sẽ được là gì? Y3 này. Ở dưới mẫu số nó chính là u. Bởi vì chúng ta đặt u bằng cos x mà. Như vậy ở trên tử số của mình là sin x dx. Sin x dx mà sin x dx ta nhìn vào đây nó chính bằng là trừ của du, để cho trừ ở bên ngoài. Vậy là chúng ta có nguyên hàm của chúng ta có phép tính tích phân của du trên u. Lật vào bảng nguyên các nguyên hàm cơ bản thì mình sẽ thấy là cái nguyên hàm của này của cái một trên u là gì. Bạn cô thấy chưa? Rồi. Nguyên hàm của nó là gì? Trừ trừ thử ghi lại nó là nguyên hàm của nó là gì đây em? Len của u. Giống như nào? Len của u. Cộng chúng ta lấy từ u1 tới u2. À, tuy nhiên nếu đỡ cái việc mà chúng ta đổi cộng thì chúng ta chỉ việc thay vào luôn là trừ len của u. U chúng ta là gì đây? Chúng ta đã đặt là cos x đấy. Cộng của mình là từ 0 tới pi trên trên 2. Vậy kết quả của mình là gì? Dấu trừ ta đặt ra bên ngoài ngang. Và bên trong chúng ta sẽ còn là len của cos pi trên 2 trừ cho len của cos 0. Len của cos 0. Ở đây cái cận này chúng ta nên sửa thành là bi mà đâu phải pin 2 đâu nhỉ, bi đúng không em? Bi nhầm chỗ này rồi, bi bi rồi. Kết quả của mình là bao nhiêu? Cos của bi là -1. Len thì lại không có hàm âm, như vậy chỗ này chúng ta sửa cận của mình thành pi trên 2, pi trên 3 đi thì nó mới có vẻ được pi trên 3. Và câu này là sửa cận là pi trên 3 nghe. Bạn Thảo tính được đó chỗ này chưa nào? Dạ tạm được rồi. Bạn khô được chưa? Dạ rồi. Về cơ bản là các bạn phải nắm được các cái nguyên hàm cơ bản này, đạo hàm của các hàm số cơ bản là chúng ta sẽ làm được ngay.
Yeah. Và bài giảng của ta đến đây thôi. Các bạn sẽ làm các bài tập ở bên phần bài tập. Hôm sau thầy sẽ sửa cho bạn một tiếng bài tập để mình rõ hơn. Rồi, bài học của ta đến đây thôi. Thầy chào tất cả các bạn.